là hiện cái hình ông khẩu giống như ông nằm mình lên luôn. Tức là anh thấy luôn hả gì? Thấy luôn đây này. Wow. Nhưng bây giờ mình tắt cũng còn dấu ông. Dạ. Có Phật là phải có hổ. Dạ. Để trấn giữ, để phò thầy. Nên con cái nè. Cái nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 ngón nè. Kính thưa quý vị, mình theo chân của anh Trí đi lại chỗ hang ông hổ đó các bạn. Đây trước mặt chúng ta là hang ông hổ. Dạ, đây là hang ông hổ nha cả nhà. Dạ. Thấy cái hang rõ. Thì là mình đi vô luôn hả anh Trí? Dạ, đi vô luôn. Mình theo chân anh Trí nha các bạn. Hôm nay mình đến chân núi thì mình sẽ tìm hiểu về tâm linh. Dơi dơi bay kìa. Dơi hả? Dơi. Đó, dơi phải không? Dơi có làm ổ trong đây luôn không anh? Ở đây luôn, ổ đây luôn. Dơi quá hay là con chim gì bự quá đó anh Trí? Dơi là dơi đó không? À, dơi 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 cắt cà rồi gì ở trong đây mình có thờ ông hổ không anh chứ? Ở đây là cái có luôn chỗ này thờ nè. Ủa gì là thờ thôi đâu có tượng nha. Đâu có tượng không nha. Tao không biết tao để cái này là chiếc cản cái hình tại vì hồi bữa hổm đó. Dạ có ai vô đây là có nghĩa là cái khi mà mới chám cái này nè. Dạ. Là hiện cái hình ông hổ giống như ông nằm lên luôn. Tức là anh thấy luôn hả gì? Thấy luôn đây nè. Wow. Nhưng bây giờ mình tắt cũng còn dấu ông nè. Đâu đâu tới giờ này nó mặt trời sập xuống này phải tức là có một cái bóng hay sao? Ờ cái bóng ổng nè, cái này là cái đầu ổng nè ha. Thấy không? Cái này là cái đầu ổng. Còn phải mình ổng qua đó, thấy không? Yeah. Mấy cái giò ổng thả xuống đó thấy chưa? Đó, cái giò ổng thả xuống. Nó nguyên cái hình ông hổ rõ ràng luôn. Tức là anh đang có cảm nhận ha. Đúng rồi, cảm nhận nguyên cái hình này. Tại vì mấy em người phàm mắt thịt rồi cho nên không có thấy được. Mấy em thấy không? Thấy được. Anh chỉ nè ha. Yeah, quay vô chỉ đi. Cái phần này là phần đầu của mặt, cái mặt ổng nè. Yeah. Thấy không? Cái này tưởng tượng như con mắt, này con mắt ổng ha. Còn nguyên cái này là cái mình, thấy không? Yeah. Cái mình đó, cái này là cái đuôi lên, thấy không? Yeah. Đuôi lên đây. Còn mấy cái chân xuống là 1 nè, thấy không? 2 nè. 3 nè, 4 nè, thấy không? Nó chân cũng đưa xuống, 4 chân đưa xuống. Yeah. Cái đầu đây. Thấy chưa? Được chưa? Dạ dạ. Mấy chân thả xuống đó thấy không? Cái đuôi đó, cái mình đây nè. Ở đây là cái ly hương hổ, còn bên đây có ly hương này của vị nào bên đây vậy anh Trí? Cái này là ly hương hổ mà hương ở hổ. Trong đây đó là giống như ly hương không cái cái này như cái người mà ta thờ mà như thờ cổ quyền ta về đây này kia. Cái cái này kêu bằng cái gì ta, cái sự tích hay là cái truyền thuyết, đúng rồi, truyền thuyết. Cái truyền thuyết hang hổ này khoảng bao nhiêu năm anh Trí có biết không vậy? Cái này là trước đời ông nội. Trước đời ông nội. Cái thời Đức Bổn Sư tới giờ. Dạ. Thời Đức Bổn Sư về đây tới giờ. Mà anh có nhớ là bao nhiêu năm hoặc như thế kỷ không? Ở cái này là con dơi dạ. 100 mấy chục năm. 100 mấy chục năm hả? Này cái kè nè thấy không? Ờ cái kè đó. Rồi cái kè, cái kè. Cái kè. Mấy con luôn. Dạ. Mấy con luôn kìa. Con dạ. Cái đá trên đó là mình làm xi măng ém lại đừng cho chảy nước hay gì hay thiết cái, rồi cái miếng tôn này là miếng tôn ta để gì ta chắp xi măng ở trên. Dạ. Là đời sau này đó là có người tu ở đây nữa, có gì dạ. Tu ở đây nữa. Tu ở trong hang này luôn ha. Cái này miếng tôn này chắc cũng khoảng 100 mấy chục năm rồi. Dạ. Ở đây đây chim nè. Cái anh thấy ơi, hang ông hổ này là hồi xưa là ông hổ ở trong đây tu hơn sao? Đúng rồi, ông tu trong đây nè. Ông tu ở trong cái hang này nè. Ông vô ra hồi xưa ở đây làm cái rừng nguyên sinh lớn dữ tắm. Mà hồi xưa là hùm beo thú dữ con này con kia là dữ tợn lắm. Mà đặc biệt cái hang này của ổng. Hồi đó ổng vô ra là chỗ này không người ta đâu có dám lại gần. Mà cái thời Đức Bổn Sư ổng về là mở cửa rừng cái đây đó. Ổng về đây ổng mở cửa rừng đó. Là sao mới ba gia ba thánh mới về ở được. Chứ mà ổng không về đây là ai, ổng không khai phá rừng ở đây là sao không có cửa ai mà dám về đây được. Ổng về đây ổng mở cửa, ông cấm thẻ mỗi chỗ là ổng cấm thẻ chỗ nào là sao là có chùa chiền có này có kia hết. Rồi bây giờ mình đi ra. Thì có anh Trí dắt thì mình mới dám vô nghe các bạn. Dơ gà đó gì? Dơ cái đầu con dơ đó. Dơ nhỏ nè. Nằm quay ngược đó. Kêu ché nữa vậy đó. Đây là đó là hai con. Chắc làm ổ ở đây. Ổ xanh nở loa ra. Ổ chừng mấy cạc cạc ở đây chứ ổ rẻ chứ đó. Nè nè thấy không đó. Này hai con nè. Đây cặp ở đây cặp nè thấy không. Dạ. Đây cặp nè. Đây cặp. Đi đi. Qua ở đây ngoài hang ông hổ còn hang gì nữa không Trí? Ở đây nó có 4 cung đó. 4 cung là cái cung 1 ở bển. Cung 1 là gì? Cái con cá chép hồi nãy đó là ở dưới là có cung 2. Còn cái này là cung 3. Này là cung 3. Cung 3. Là cung 3 này là cái thời sau là của ông. Cái ông này là ông tu ở trên cái ngôi miếu của mẹ nãy đó. Dạ. Là cái này là ông Đạo Sáu hồi xưa đó. Đạo Sáu. Ông kêu là ông Đạo Sáu đó. Ông đặt ở đây là 4 cung 4 cửa. Dạ.
thời Đào Sáo sau này. Đây có chữ hang ông hổ luôn. Hang hổ này chắc mình vẽ nước sơn quá. Khách ra đó. Khách người ta vẽ. Ta đi vẽ. Đây các bạn. Ở chính giữa nó có cái cây đâu? Cây bồ đề à? Đây là cây bồ đề, cây bồ đề hay cây dai vậy? Cây bồ đề. Cây bồ đề. Mọc lên đây nha. Nha. Cây cây đó là cây lâm dồ mà dòng họ bồ đề đó. Dòng họ bồ đề. Cây lâm dồ hả? Năm dồ. Thường mình gặp ngoài lộ rồi đó. Năm dồ. Thì mấy em đi có đi là mấy cái núi kia thì hầu như núi nào cũng có hai ông hổ. Dạ. Thì núi nào thì cũng có ông hổ. Đúng rồi, phải có ông hổ. Dạ. Có Phật là phải có hổ. Dạ. Để trấn giữ, để phò thầy giống gì đó. Phò thầy. Còn hổ lan là nó khác hơn hổ này hay là giống gì anh Chí có biết không? Cái nó hổ lan. Hổ lan, hổ này, hổ kia mình đặt vậy thôi chứ à. Hổ là cũng chung với nhau vậy. Yeah. Cũng là vị thần hổ. Dạ. Yeah. Mà đặc biệt á là cái người tu á nghe cả nhà. Yeah. Cái người tu á là cái khi mình biết cái căn mình tu đạt hay không á là cái người đạt là biết liền là phải gặp hổ. Dạ, đạt là gặp hổ. Trong điềm chiêm bao hoặc là ở ngoài đời là phải cho gặp hổ. Tại vì em cũng có quay một hai vị sư huynh đó. Em có quay một hai vị sư huynh đã từng gặp hổ rồi đó. Dạ. Thì cái sư huynh mà em quay mà để râu tóc đó, dạ, dạ. Đệ tử của thầy Lâu Viện đó, thì sư huynh đó đã gặp hổ lan rồi đó. Gặp hổ là đã giống như tu mà đã, giống như đắc đạo. Dạ, dạ. Đắc đó, đắc được. Chứ không phải gặp hổ là điểm xấu ha. Gặp hổ là thần hổ đó. Hổ, dạ. Gặp là chư thần đó. Dạ. Yeah. Có nghĩa là mình tu được cái này kia người ta chấm mình mới cho ta gặp chư thần. Dạ. Giống vậy đó. Dạ. Mà mình không sợ đó. Giống người ta thử mình vậy đó. Dạ. Dạ. Em thấy mấy bên đó có cái kẻ là cái ha. Ồ, cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là cũng cái đó là một vị đó. Dạ, một vị. Đây này mình quay cái đây nè, trên địa bàn nè, coi nè. Thật trên địa bàn nha. Con vui lắm. Thì ở trên núi này nãy giờ thì Lê Thanh và Thảo cũng quay nhiều tạ về đảng đá có sống những gì này như kia trên địa bàn thấy không? À. Đó cái mỏ đó, con mắt đó. À, chim con à. Chim mẹ đó, còn chim con chim ở đây là này nè. Hai mẹ con dòm bốn hướng à. Dòm qua đó ha. Dòm đó, một lát mình xuống rồi mình quay cái này trước ha. Anh em thấy có một cái đá này là có cái gì lạ quá nè anh Chí, là khí khí đây nè. Đó đâu. Đây kìa. Nói ngay là cái này cũng có một vị hết trơn. Nè, qua ở đây là thấy cái miệng nè. Đó, như thế này là cái miệng nè, thấy không? Lộ nè, thấy không? Ừ. Cái miệng đó, môi nè. Dạ. Cái này mỏ, cũng một vị hết. Nhưng mà mình chưa lộ, nào như ở đây mình quay vô nè. Mà anh chưa thấy là chưa cái này lộ hả? Chưa biết được cái gì nào. Nè, cái miệng nè, thấy không? Cái con mắt là thấy chưa? Giống mắt rồi đó. Đó, miệng nè. Mà không biết gì nào ha? Chưa biết gì nào. Rồi đây nè, đây thấy rõ nè. Đây cũng biết chỗ này nè. Chỗ này á là cái con này là có con mãng xà tinh. Đâu. Trong bộ phim Thạch Sanh Lý Thông đó. Dạ, dạ. Thạch Sanh mà chạm đầu trần đó là con trần này. Trần tinh. Đâu anh. Hai con mắt này ha. Dạ. Cái này là cái phần đầu, thấy không? Dạ. Nè, cái mỏ nó nè, răng nè. Thấy có răng nè, thấy không? Dạ. Đó. Là có nghĩa là con mãng xà này nó lượn từ dưới đất lên nè, lượn cái mình nó lên nè, thấy không? Dạ. Đưa cái đầu nó lên đây nè. Dạ. Đó. Đưa đầu có dãy rồng nha. Dạ, có dãy rồng. Tu đây là sắp thành rồng rồi. Răng. Có chân rồng ở đây luôn nè. Anh Chí nói đây là răng rồi gọi. Răng là nhìn thấy cái răng của mình. 1, 2, 3, 4 cái răng. Dạ. Nè, anh quay qua đây là anh quay cái chân nữa nè. Bàn chân lộ ở đây luôn. Chân của mãng xà tinh nè. Nè, xà thấy không có chân. Ngoài giống hệt bàn chân luôn nè. Bàn chân. À, mình để quay kỹ cho các bạn thấy nè. Bàn chân. Ở ngoài nhìn rõ hơn. Ngoài rõ, lượng nguyên của mình nó lên co đầu lại đó. Lượng dưới đất ông co đầu. Xà xuống đây nè, chúng ta quay ra ông voi. Ông voi luôn. Ờ, ông voi. Ông voi là ông tượng đó. Tượng đúng không? Tượng. Nè, coi nè, con chim mẹ chim con hồi nãy là thấy không? Dạ. Con này có mắt nè. Mỏ nè, giống thiệt luôn nè. Mỏ nè. Dạ. Con mắt nè. Dạ. Con mắt nè. Dạ. Mỏ nè. Cái mỏ nè, cưng không? Dạ. Hai mẹ con giờ có hướng á. Dạ. Cái này là cái mỏ nè, cái này là con mắt nè. Dạ. Còn cái đường này á là cái lông á, lông nhiều á rủ á làm sao? Dạ. Chứ tôi bàn lông rủ, còn cái này là cái cánh hai bên. Còn cái cục đó. Cục đó có cái quà lạ lắm đó anh. Ờ, cái đó cũng là một vị đó mà chưa cho thấy được. Chưa cho thấy ha. Vị nào thấy mình mới nói. Mình mới nói được ha. À, vị nào không thấy mình không nói được. Còn như cái này là con cá nè. Thấy không? Như thèm thấy rõ là con cá nè. Con mắt là thấy không? Dạ. Cái mỏ đó. Dạ. Dạ. Cái đuôi nè, thấy không? Dạ. Đó, nguyên cá. Nhìn chứ em thấy này giống cái bàn chân của không biết phải không? Đúng rồi đó, thấy giống như cái bàn chân vậy. Ở đây nè các bạn. Thấy giống như cái bàn chân luôn.
Ha, giống hệt luôn à. Ở đây quý vị ta. Rồi em nhìn thấy cái này là giống nhất cái bàn chân nè. Nè bàn răng này nó nhìn kỹ. Có ngón luôn đó. Có 5 ngón luôn đó. Bàn chân mà có 5 ngón luôn. Đây giống bàn chân nha. Để quay cao cao lên nè. Ngón cái nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 ngón nè. Còn cái này là ông voi. Rồi ha. Ông tượng đó. Ờ, đó, có giống đó, giống đó, giống đó. Giống đó, không? Có cái đầu kìa tròn vo. Có mắt là cái dồi nè. Cái dồi đưa xuống nè. Đúng rồi. Hai cái ngà nè. Đời bây giờ mà ở ngoài đời mà bị người ta cưa ngà, cắt ngà của ông đó. Hai cái. Ở trong đây ông có mắt luôn nè. Rồi. Ngoài đời ở trong sao giống hệt luôn. Dạ. Ngày quyền di phía trước đó. Cái này tại mình chỉ thôi, cái này mà có mà cái mực mà vẽ lên rồi mà còn giống dữ. Giống dữ nữa. Ông nằm. Còn cái này là ông quy nè. Nguyên cái động quy nè. Dạ. Nó cái mày rùa sao đó phải không? Dạ dạ. Còn cái ông đó già hơn ông Túc bên đó. Phải không? Dạ. Đầu ông giờ mình. Dạ. Phải không? Ừ. Móng vậy là cái móng riêng á. Ồ cái đó nhìn móng quá dữ luôn nè. Bây giờ mình quay khán giả xem cái này mà mới giống thiệt nè các bạn. Đây. Đá là thiên nhiên luôn, đặc biệt là đá đây thiên nhiên. Giống như nếu mà khán giả ở xa có lẽ là nghĩ đây là điêu khắc, nhưng đặc biệt không phải là điêu khắc nha các bạn. Thiên nhiên nằm trên đỉnh ở luôn. Trên đỉnh núi. Nhìn thấy là có cái cục đá này là hơi tuyệt vời. Cái này là đặc biệt cái cục này là nó quyền di mà nó nhiều cảnh. Dạ cái này, cái này là nó giống như cái búp sen lớn vậy đó. Búp sen lớn à. Mà nó cũng là ông Tề Thiên. Quay bên đó là ông Tề Thiên mà ông cõng con yêu trên lưng, nó giống như trong bộ phim Tề Thiên đó. Là cái hình dáng nó vậy. Mà cái hiện giờ cái mặt này là cái mặt ông Tiên. Dạ, mặt ông Tiên. Tôi chỉ cho cả nhà coi thử có thấy không nha. Dạ dạ anh chỉ. Tôi chỉ thử nhìn thấy không. Dạ. Nó mình đứng xa xa ra chút mới thấy được. Ở đây giấc này cái nó nắng là giá. Cái này là cả nhà giờ mới đây là con mắt ha. Ở đây là con mắt. Đó, hai con mắt nè thấy không? Dạ. Hai con mắt. Còn cái này là hai cái chân mày thấy không? Dạ. Đây là chân mày, hai chân mày nè thấy không? Còn nguyên cái này là có quần trán. À. Cái này là cái lỗ mũi nha. Dạ. Còn cái này là nguyên cái này là cái gò má. Ừ. Cái gò má ở đây luôn là cái gò má. Dạ. Còn cái này là cái bộ râu. Cái bộ râu ổng nè, thấy không? Ừ. Cái bộ râu. Mà ông Tiên này á, ổng đội mão. Ổng đội mão từ ở đây là ổng đội lên tới chỗ đó đó. À. Tới đây cái mão ổng nè. Dạ. Đó là cái khung viên mặt của ổng là có bao nhiêu đây nè. Dạ, cái mặt là ông Tiên á. Ờ, ổng nhìn nghiêng nghiêng luôn. Dạ. Đó, rồi cả nhà có thấy không nha. Dạ. Tại vì giờ này trá nắng có đốm đốm cho nên thấy không có rõ. À, có lẽ là sau này khán giả có đến đây thì chúng ta sẽ chứng kiến tận mắt hơn. Nguyên cái bộ râu của ông nè. Dạ. Còn hai con má cũng nè. Nữa về mọi người về trên đối tượng này sẽ gặp anh Chí để hướng dẫn tất cả mọi người đi tham quan ở trên đối tượng này, có nhiều điều quyền bí. Rất là hay luôn nghe cả nhà. Không, ngoài cái hình vị ông Tiên đó ở trong cục đá này còn cái vị nào nữa không vậy anh Chí? Cái này là ông Tề Thiên đó. Ông Tề Thiên ông cõng con yêu trên lưng. À dạ. Ừ. Giống như là mà quyền di lắm. Ở trong đây là cái trong cái tượng đá là còn nhiều lắm. Ví dụ như những cái chữ Anh Nam này là mình không biết được. Chữ Anh Nam á. Chữ nhiều lắm, chữ Thiên chữ nè. Chữ Thiên ha. Chữ Thiên nhiều lắm, chữ Thiên nhiều lắm. Dạ. Mình không biết được. Thế nào cho biết thì mình nói ha. Dạ. Dạ. Dạ đúng. Còn đây. Cái này là con nhím nè. Nhím luôn hả? Nhím. Mình coi. Nhím mà quay đứng này thì cái chân mình quay là cái là nhím. Đứng càng xa đó rồi quay thấy nhím. Nhím. À cái này cái đuôi nè. Đuôi nó cái mỏ nè. À. Nhím à. Lọc lọc cái này là lọc lọc nhím nè. Dạ. Yeah. Đây. Còn cái này là con chim nè, thấy con mắt không? À bên đó à. Con chim đó. Dạ. Yeah. Rồi cái gì thằng này là cái này cục đá này thấy cũng lạ nè. Bởi vì mà chưa cho chưa cho thấy à. Thấy cũng chưa có khí răng răng, khí răng răng nhiều. Thấy cái mỏ được nè, yeah. Giống như con cá gì ở dưới biển. Giống như con cá. À, con mắt nè thấy không? Dạ. Yeah. Giống như con cá gì dưới biển. Y như cá nóc vậy đó. Dạ. Yeah. Đây quay là giống cá nóc nè. Giống cá nóc nè. Cá nóc no á. Dạ. Này cái mỏ nè. Rồi, vậy thôi. Thì có lẽ hôm nay Lê Thanh và Thảo đến gặp anh Trí, người mà giống như là có một cái khả năng giác quan thứ 6 đi. Thì mình nói cho người đời bà con dễ hiểu hơn, chứ mình nói mà có phép có thần thông thì người ta không có tin. Mình nói giống mình có cái cảm nhận giác quan thứ 6 đó. Anh Trí đã chia sẻ với khán giả kênh của An Giang Thanh như kênh của Thảo.
qua những giai đoạn cũng như là cách ngồi thuyền mà làm cho anh Trí nhận điển. Rồi bên cạnh đó anh Trí cũng giải thích đã nhìn thấy những cái tảng đá này giống những vị thần đã chúng ta đã từng coi trong phim, như Lê Thanh cũng có nhắc chiều qua đó. Rồi bên cạnh đó thì có dắt xuống hang ông hổ. Thì nói chung cái clip này mong đem đến cho cộng đồng mạng cũng khán giả có một cái thư giãn mới lạ. Dạ. Vừa rồi Lê Thanh và Thảo chưa có làm những cái clip như thế này. Hôm nay muốn cho mới lạ một chút xíu, khán giả tìm hiểu xa hơn chút xíu.